nhanh lên. Giỏi quá. Cầm một cái về thôi mọi người ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Gạch Nest Thai, Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Ba bạn nhỏ sẽ vượt qua thử thách bằng cách nào đây? Bạn nào sẽ có thời gian thấp nhất? Bạn nào sẽ được bước vào vòng đặc biệt rút logo của mái ấm gia đình Việt? Chúng ta sẽ biết sau hai lần thử thách. Đây là lần thử thách đầu tiên nhưng cũng rất quan trọng với các bạn nhỏ. Hôm nay là mình sẽ thực hiện thử thách một cái món ngon của Bình Định nữa. Ở trên kia có 15 cái bánh ít lá gai. Các con phải chạy lên đó thật nhanh và lấy về. Mình bỏ vào đây mình gói lại. Rồi con dán lại để dày là xong. Nhớ chưa? Thời gian dành cho ba em nhỏ bắt đầu. Đó. Nhanh lên. Chạy nhanh lên con. Cứ chạy, cứ làm. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ba em nhỏ phải thực hiện thử thách của chúng tôi bằng mọi cách. Mở cái đầu thôi, đừng mở cái. Nhanh lên, nhanh. Đó, đúng rồi, trời ơi. Hoàng nó chạy nhanh quá rồi luôn. Đúng rồi đó Hoàng, làm càng nhanh càng tốt con. Tội nghiệp Trân nó coi, coi đây có mình nó là con gái mà có 13 tuổi nhỏ nó chạy hơi chậm chứ. Nhanh lên con. Quá trời của đất ơi, Hoàng nó phóng không à. Cố lên, nhanh lên nào. Mình phải cài vô nha con nha. Ôi trời ơi, cố lên, cố lên. Bỏ vào được rồi chú ơi, cài hết vô vô. Chú lên cài giùm đi. Cài đừng có, để đừng có vuột ra nha. Mỗi bạn sẽ có nỗ lực riêng của mình nha. Càng nhanh càng tốt. Nhét vào, cài vô. Vừa làm ngoài kia có cổ động viên phiên dịch luôn. Giỏi quá. Cầm một cái về thôi mọi người ơi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Ok. Yeah, sắp xong rồi. Okay. Rồi, xong một em. Cố lên, cố lên. Cố lên. Chạy đi con. Chạy vô. Rồi, xong. Và cuối cùng, xong luôn. Rất là nỗ lực thưa quý vị. Phải nói là tất cả các bạn nhỏ, lúc đầu chúng ta thấy rằng rất là nhẹ nhàng, gần như là nhút nhát ha. Nhưng cuối cùng các bạn rất là năng động luôn. Khi bắt đầu thử thách thì các bạn đều thể hiện cái khả năng của mình nha. Đó, ở ngoài đời cũng vậy. Chú Linh khuyên các bạn nhỏ rằng chúng ta phải nỗ lực từng giây từng phút, phải cố gắng, phải thể hiện mình, phải vượt qua gọi là chính mình nha các bạn nhé. Chúc mừng cho ba bạn nhỏ. Còn bây giờ chúng tôi sẽ công bố kết quả thời gian của từng bạn. Bây giờ thì ban tổ chức đã cho ra kết quả rồi. Chúng ta chỉ có hơn thua nhau vài giây thôi, không sao cả. Đầu tiên, người có thời gian cao nhất là em Ngọc Trân. Ngọc Trân là có một lần là cầm hai cái, thành là các cô chú ban tổ chức sẽ cộng thêm 5 giây bởi vì chúng ta phạm quy ha con. Và chúng ta đang có 4 phút 26 giây. Kế tiếp là Minh Sưng 4 phút 18 giây. Nghĩa mình trên nhau có mấy giây thôi con, không sao. Và người đang có thời gian thấp nhất, đang tạm thời dẫn đầu, đó là bạn Quý Quang. Chúc mừng bạn. 3 phút 57 giây. Chúng ta chỉ hơn thua nhau vài giây thôi, không sao các con. Nhưng mà chú phải nói công nhận là sự nỗ lực các con rất là tốt. Ở lượt thử thách thứ hai các con cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa nha. Rồi, một tràng pháo tay để chúc mừng các con. Gạch Nest Thai, Hoa Sen Home, hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt.